với mọi người là gì? Với mọi người thì cấp 3 có thể là ngôi trường của thanh xuân, ngôi trường của bầu trời ký ức với những kỷ niệm thời học trò thật đẹp. Nhưng mà với mình ý, thì cấp 3 đơn giản chính là những ngày đi học muộn, những ngày học mệt ngoài và đôi khi là những trò nghịch ngợm gốc ý nhớ. Nhưng mà tất cả với mình thì bây giờ đã trở thành những kỷ niệm thật đẹp. Và chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục trường cấp 3 của tớ, một chuyên mục hoàn toàn mới của Đường Phố Bình Dương. Đây sẽ là góc nhỏ ghi lại những video giới thiệu về các ngôi trường cấp 3 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, là nơi mà các bạn luôn tự hào. Và Trung học Phổ thông Bố Hạ sẽ là ngôi trường đầu tiên mà chúng mình ghé thăm ngày hôm nay. Ánh Dương thì cũng có chuyên mục mỗi tuần một trường đại học, các em nhớ ghé thăm để tìm hiểu cũng như là khám phá về ngôi trường đại học mơ ước của mình nhé. Và đặc biệt là trong tháng này thì anh chị còn có chương trình làm áo lớp vô cùng hấp dẫn. Bây giờ là thời điểm thích hợp để lớp mình đặt áo, khi mà chúng ta có thể thoải mái lựa chọn mẫu mã, tránh mùa cao điểm và đặc biệt là quẩy hết mình với các sự kiện tại trường. Trong dịp siêu học thì anh chị cũng sẽ gửi đến các em một voucher giảm giá 200.000, một cờ lớp và đặc biệt là một bộ ảnh thanh xuân vườn trường. Bên cạnh chương trình làm áo lớp thì tại Ánh Dương cũng có những gói chụp kỷ yếu siêu hấp dẫn gửi đến các em. Thời học sinh thì chắc chắn là lớp nào cũng sẽ phải chụp kỷ yếu đúng không ạ? Nhanh tay inbox để anh chị tư vấn nhé. Và là khách thì phải có chủ nhà đúng không nào? Bây giờ thì mình sẽ đi tìm một bạn học sinh ở trong trường để cùng bạn ấy khám phá ngôi trường này xem là ở đây có điều gì thú vị và đặc biệt. Cùng đi thôi. Chào Huy Tùng. Em chào chị, chào tất cả mọi người. Mình là Huy Tùng đến từ chi đoàn 11A1 của trường Trung học Phổ thông Bố Hạ. Và hôm nay thì mình sẽ cùng Huy Tùng dẫn mọi người đi một vòng khám phá Trung học Phổ thông Bố Hạ xem là ngôi trường này có gì thú vị. Bây giờ thì cùng theo chân chúng mình nhá. Ok, theo mình. Trước tiên thì mời Tùng hãy giới thiệu cho mọi người biết về các tòa nhà chính trong trường của em. Ok chị, sau đây em xin giới thiệu về các tòa nhà chính ở trong trường em. Thì ngay sau em đây là tầng nhà A, và bên cạnh là tầng nhà B cùng 3 tầng học và 30 lớp học, là nơi học tập của các bạn học sinh trong trường. Và bên tay phải em đó là nhà C, là nhà hiệu bộ của nhà trường, gồm các phòng ban, các phòng hành chính trong nhà trường. Một điều mà chị tin chắc là không có một ngôi trường nào ở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có, đó chính là một dàn thanh long đặt ở giữa sân trường. Vậy thì không biết là Tùng có biết là lý do tại sao mà nhà trường hay là thầy cô lại quyết định đặt cái dàn thanh long ở đây? Tuy thì em không biết là tại sao nhà trường lại đặt ở đây, nhưng mà từ khi em vào trường thì nó đã có rồi. Tuy nhiên là em nghĩ là chắc hẳn 100% tất cả các bạn học sinh trong trường thì đều thích những cái dàn thanh long này, bởi vì nó lại tạo lên một điểm nhấn và một điểm rất 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 khác biệt cho ngôi trường của em. Địa điểm tiếp theo mà mình sẽ giới thiệu đến các bạn thì đó chính là đài phun nước ở trường. Trường nào thì cũng sẽ có đài phun nước, nhưng mà ở trường Trung học Phổ thông Bố Hạ thì cái đài phun nước này sẽ có một cái dấu ấn rất là đặc biệt cho các bạn. Bây giờ thì Tùng sẽ bật mí cho các bạn điều đấy. Như mọi người đã biết thì trường nào cũng có thể có đài phun nước. Nhưng mà riêng trường em thì em nghĩ đó là một cái kỷ niệm rất là gắn bó với học sinh. Bởi vì là lớp nào, học sinh nào cũng đã từng trải qua việc là lau dọn và sửa cái bể này. Bởi vì là cái cảm giác mùa đông hay mùa hè đi chăng nữa thì cái làn nước trong này rất 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 là mát và mọi người sẽ phải xuống đây cọ. Thì nó sẽ tạo ra một cái kỷ niệm vô cùng đẹp cho mỗi học sinh như bọn em. Và em cũng đã từng trải nghiệm cọ ở đây gần 2 lần rồi đấy. Một điều mà mình rất là bất ngờ khi mà vào trường đó chính là có một cái bể bơi rất là lớn ở phía sau mình đây. Và không biết là các bạn đã được học môn bơi này từ bao giờ nhỉ? Từ 3 năm trước chị ạ. Từ trước năm em vào trường 1 năm thì nhà trường đã có xây dựng chiếc bể bơi này để cho chúng em, thứ nhất là luyện tập trong ngày hè và thứ hai là để phòng chống cái tác hại của đuối nước, bởi vì chị thấy hiện nay là có rất nhiều cái vụ việc liên quan đến đuối nước xảy ra chị ạ. Thế nên là chúng em đã có thêm một môn học bơi từ khi có chiếc bể bơi này. Nhưng mà quan trọng là em thì em vẫn chưa biết bơi. Đấy là điều quan trọng. Vỗ tay. Vỗ tay quá. Huy Tùng thì có vừa giới thiệu cho mình một địa điểm rất là đẹp ở Trung học Phổ thông Bố Hạ, đó chính là dàn hoa giấy. Và đúng vậy ạ, đây gọi là một điểm khá là đẹp và đáng chú ý ở trường em. Nó là công trình do học sinh chúng em và các thầy cô cùng nhau quyên góp tiền để xây dựng lên, tạo ra một bối cảnh rất là đẹp cho ngày kỷ yếu. Những cái dịp mà trường hoạt động thì chúng em sẽ ra đây chụp ảnh để lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất của thời thanh xuân chúng em ạ. We'll be right back.
Và đây chính là nhà đa năng của Trung học phổ thông Bố Hạ. Ở đây thì sẽ là nơi để dụng cụ thể thao của các bạn học sinh, cũng như là nơi sẽ diễn ra các chương trình vô cùng ý nghĩa của nhà trường. Đúng rồi chị ạ. Và sau đây thì em sẽ dẫn chị đi thăm một nơi nữa, đó là sân đá bóng của trường em. Nơi đây là nơi sẽ xảy ra những cái trận cầu nảy lửa giữa các đội bóng trong trường. Và đặc biệt là trường em năm nào cũng sẽ tổ chức những cái giải đá bóng, đá cầu ở đây, bởi vì là nó sẽ là một truyền thống của nhà trường rồi. Nó đã là một truyền thống rất là tốt đẹp của nhà trường ấy chị ạ. Bây giờ thì mình sẽ cùng Huy Tùng đi trực tiếp vào sân cỏ để trải nghiệm cái không gian này. Lâu lắm rồi thì mình mới có một cái cảm giác rất là gần gũi, thân thương và khiến mình bỗng nhớ về cái ngôi trường cấp 3 của mình. Không biết là Huy Tùng đã bao giờ đá bóng ở đây chưa ạ? Năm ngoái em có tham gia cùng lớp cái đá bóng ở tại sân này rồi ạ. Và rất tiếc là lớp em thì không được vào chung kết, nhưng mà cũng đã được vào đến bán kết chị ạ. Sau đây thì mình sẽ hỏi Huy Tùng một vài câu hỏi để xem là cái mức độ yêu trường của Huy Tùng đến đâu nhé. Ok chị. Câu đầu tiên, ba từ mô tả về trường của em. Cô Ngọc, tận tâm và sôi nổi. Mong muốn của em khi vào trường. Em muốn có một tương lai tốt đẹp và một cái phương hướng đúng cho tương lai của mình ạ. Điều mà em tự hào nhất về Trung học phổ thông Bố Hạ. Em tự hào về Trung học phổ thông Bố Hạ vì Trung học phổ thông Bố Hạ có lớp 11A1 của em ạ. Ba từ để cảm nhận về thầy cô. Tận tâm, nhiệt tình. Suy nghĩ đắn đo một chút. 2000 years later. Nhờ tri thức. Môn học thích nhất. Môn hóa. Môn học ghét nhất. Em thấy không ghét môn nào, nhưng mà em nếu mà sợ thì em sợ những môn thể dục. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Câu hỏi cuối cùng đó là những điều mà chỉ có ở Trung học phổ thông Bố Hạ là gì? Em tự hào về trường em có một dàn thanh long rất là lớn, như em đã giới thiệu ban đầu, và có một cái câu lạc bộ đó là Share With Me. Cái câu lạc bộ này là cái câu lạc bộ mà có thầy cô giáo sẽ là người trực tiếp chủ trì câu lạc bộ để chia sẻ tâm tư nguyện vọng của các học sinh. Ví dụ như họ có cái vấn đề băn khoăn gì về môi trường giáo dục, cách học tập và các thứ khác nữa thì sẽ có thể đến với câu lạc bộ để chia sẻ với các thầy cô và từ đó nhận được những cái phương hướng tốt nhất cho bản thân mình. Ok, cảm ơn Tùng. Ok. Tùng đã đạt được 9 điểm qua bài phỏng vấn rồi. Ok. Như chị được biết thì các trường cấp 3 bây giờ cái hoạt động cũng như là phong trào thì rất là sôi nổi. Vậy thì không biết là ở Trung học phổ thông Bố Hạ thì các em có những cái câu lạc bộ gì để cho các bạn có thể rèn luyện cái khả năng của mình? Như bao nhiêu trường cấp 3 khác thì trường Trung học phổ thông Bố Hạ chúng em thì cũng có rất nhiều câu lạc bộ để rèn luyện các kỹ năng cho các bạn, như là câu lạc bộ guitar, kịch, câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ toán học, logistics, và rất nhiều câu lạc bộ khác. Đặc biệt là câu lạc bộ Save With Me mà vừa nãy em kể đúng không? Đúng rồi ạ. Đặc biệt nhất là cái câu lạc bộ đấy, bởi vì em nghĩ là nó tạo nên cái điểm nhấn cho trường em chị ạ. Nhiều trường khác em nghĩ sẽ không có thành lập câu lạc bộ đấy, nhưng mà đặc biệt là trường em có câu lạc bộ Share With Me để chia sẻ tâm tư của các bạn ạ. Vậy thì không biết là bản thân em có đang tham gia một cái câu lạc bộ trong trường không? Em có chị ạ. Giờ em đang là chủ nhiệm câu lạc bộ kịch chị ạ. Kịch nha. Kịch chị nha. Và cũng là thành viên của câu lạc bộ tiếng Anh chị ạ. Đây là một học sinh người ta gọi là gì nhỉ? Xuất sắc của Trung học phổ thông Bố ạ. Huy Tùng xin giới thiệu cho các bạn niềm tự hào của Huy Tùng về trường Trung học phổ thông Bố Hạ. Đó chính là lớp 10A1 của bọn mình ạ. Đó chính là lớp 10A1 của bọn mình ạ. Huy Tùng xin giới thiệu cho các bạn niềm tự hào của Huy Tùng về trường Trung học phổ thông Bố Hạ. Đó chính là lớp 10A1 của bọn mình ạ. 11A1. Lớp 11A1 của bọn mình ạ. Khám phá trường Trung học phổ thông Bố Hạ thì sẽ phải dừng lại đây. Rất là cảm ơn Huy Tùng vì đã đồng hành cùng chị trong số này. Và các bạn đừng quên like cũng như là sub kênh để ủng hộ cho chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bố Hạ, niềm tự hào của Huy Tùng. Thế này, Huy Tùng, em biết em bị làm sao? Làm sao ạ? Bị đẹp trai ấy.